cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón tay thỏ Connie như thế này, rất là dễ cưng luôn nè các bạn. Với cái vành bèo cũng siêu xinh luôn. Và cái form nón này rất là co giãn thoải mái luôn nè các bạn. Móc cũng khá là dễ dàng nữa. Cái hàng vành bèo này mình sử dụng cái mũi móc giả đen nè các bạn. Nó rất là mới mẻ. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu nón tay thỏ Connie này nha. Cũng như là cái phần bơm bơm này nè các bạn. Ở đây là mình hướng dẫn cho các bạn hai mẫu như thế này luôn. Chúng ta sẽ cùng chung một mũi móc, nhưng mà trang trí ở trên đây thì một cái là tay thỏ, còn một cái là bơm bơm nha các bạn. Đó, cái form nó đứng form như thế á các bạn. Rất là dễ móc à. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu nón này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới nếu các bạn móc thành công cũng như là yêu thích cái mẫu nón này nha các bạn. Và ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Với cái mẫu nón này thì nó khá là đơn giản, cho nên là các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình sử dụng len Mekotom nè các bạn, cuộn 125g. Và mã màu vàng là cái số 20 nha các bạn. Cái màu vàng này hồi lúc trước mình tưởng là nó rất là đậm á các bạn, nhưng mà lên nón thì khá là dễ thương. Các bạn thử xem nha. Và cái nón tiếp theo mà mình móc sẽ là màu số 44 nè các bạn. Cái này là màu hồng da, nó cũng rất là dễ cưng luôn nè. Nếu mà các bạn trang trí cái tay thỏ thì các bạn sẽ cần cho mình là một ít màu trắng nha, để mà chúng ta làm cái phần tay thỏ này nó được nổi bật hơn nha các bạn. Và về cái phần hoa này, các bạn có thể là thay thế là hoa nơ hoặc là bơm bơm. Trong cái kênh mình có hướng dẫn đầy đủ hết cho các bạn, thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình cái mẫu nào mà các bạn thấy vừa ý thì các bạn sẽ trang trí ở chỗ cái tay thỏ này nha các bạn. Đối với cái hoa ban mai này cũng rất là dễ thương nè các bạn. Cũng có hướng dẫn hết rồi. Mình sẽ tổng hợp lại những cái mẫu hoa, mẫu nơ và cách làm bơm bơm bằng tay hoặc là bằng dụng cụ làm bơm bơm á, để cho các bạn tham khảo. Nếu mà các bạn thấy cái nào phù hợp á, thì các bạn sẽ sử dụng nha. Và các bạn chuẩn bị cho mình hai cây kim móc nha các bạn. Kim móc thứ nhất là 4.0mm nè, để chúng ta móc cái phần thân nón. Kim móc 3.0mm này chúng ta sẽ móc cái phần vành nè các bạn. Phần vành này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái mũi giả đen như thế này nè, rất là xinh xắn và mới mẻ các bạn. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình cái kim khâu len nha các bạn. Cái trái dâu này rất là dễ cưng nè, cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi đó các bạn. Chuẩn bị thêm cho mình cái kéo cắt len nữa là được nha. Ở ngoài trời đang mưa các bạn, cho nên là trong video nhiều khi có tiếng mưa. Mình hy vọng là các bạn sẽ thông cảm giúp mình nha. Và cái size hôm nay mình móc sẽ là từ 6 đến 12 tháng nè các bạn. Với cái số đo vòng đầu là 42 cho tới 46cm trong cái khoảng này. Và từ đỉnh đầu xuống tới cái lỗ tai là 16-17cm nha các bạn. Và cái phần vành này thì cái phần vành này nó ngắn nè các bạn, là có cái độ dài là khoảng 2.5cm á. Nếu mà các bạn muốn cái phần vành này nó dài hơn một xíu nữa thì các bạn cứ móc thêm một hai hàng nữa thì nó sẽ ra cái phần vành là tầm 3cm đến 3.5cm. Các bạn sẽ cộng vô cho mình luôn nha, từ cái đỉnh đầu xuống tới cái phần vành này, là từ chỗ này nè các bạn, từ chóp xuống lỗ tai nè. Như vậy thì cái phần thân nón này là mình sẽ móc là tầm 14-14.5cm nha các bạn. Cái phần thân nón nè, từ cái chóp này nè xuống tới cái chỗ này rồi là 14-14.5cm đối với cái size này. Và cộng thêm cái phần vành này là chúng ta sẽ đủ cái số đo này nha các bạn. Và cái bảng số đo này mình có hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể ở clip trước rồi. Mình sẽ để link ở dưới cái phần mô tả nha. Các bạn sẽ click vào đó để các bạn tham khảo thêm, để các bạn sử dụng cái số đo này cho nó phù hợp với loại len sợi của các bạn nha. Và đặc biệt là cái mẫu nón này các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm từ cái size sơ sinh cho tới size người lớn luôn nha. Và size người lớn thì chúng ta sẽ không cần trang trí ở trên đây nhiều. Chúng ta có thể là sử dụng cái phần thân nón và cái phần vành này đội cũng rất là dễ thương rồi đó các bạn. Và cũng khá là đơn giản, tại vì mình sẽ móc từ cái chỗ phần đầu tiên là cái chỗ này nè, mình lên tới cái điểm đầu này. Rồi xong rồi mình móc tới cái phần vành nha các bạn. Rất là đơn giản thôi, mình móc từ dưới lên trên. Cho nên là cái vòng đầu này chúng ta sẽ làm rất là thoải mái. Ví dụ như cái vòng đầu này là 44cm đi, mình sẽ làm là khoảng 44cm. Mình sẽ móc một cái dãy móc xích bằng với cái số đo vòng đầu
trừ đi cái độ giãn của len nha các bạn. Ví dụ như cái chỗ này nè, cái độ giãn của len nó cao tại vì cái mũi móc nè các bạn. Đây, cái mũi móc nè, các bạn thấy là nó đó các bạn, nó rất là co giãn luôn. Cho nên là ví dụ như mình móc là 44 cm đó các bạn, cái vòng đầu là 44 cm, thì mình sẽ tạo cái số móc xích đầu tiên khoảng 40 đến 41 cm thôi. Tại vì một lát nữa khi mà trong cái quá trình móc và khi mà móc lỏng tay một xíu á, cái kim móc 4.0 này nè các bạn, thì nó sẽ giúp cho cái độ co giãn nó cao hơn và nó sẽ gọng ra thêm. Cho nên là các bạn là hạn chế là móc dư quá nhiều nha các bạn. Nếu mà móc dư quá thì nó sẽ rất là gọng, không có ôm được cái vòng đầu của bé các bạn, nó sẽ không có đẹp mấy nha. Như vậy thì các bạn sẽ tạo cho mình, đây, có cái số đo vòng đầu sẵn rồi nè các bạn. Ví dụ như của mình sẽ lấy cái số trung bình, mình sẽ lấy là 44 cm ở trong cái khoảng này nè, 44 cm, để mà mình tạo móc xích đầu tiên nha các bạn. Mình sẽ tạo một dãy móc xích dài khoảng 40 cm thôi, tại vì cái tay móc của mình hơi lỏng tay á các bạn. Còn các bạn ví dụ như làm cho bé 0 đến 3 tháng là cái số trung bình, hoặc là cái số mà cao nhất là 38 đi, các bạn trừ ra 3 cm, thì các bạn sẽ tạo một cái dãy móc xích dài 35 cm cũng được nữa nha các bạn. Mình sẽ trừ ra như thế cho nó đừng có quá rộng nha. Còn ví dụ như các bạn sẽ móc cho bé từ 3 đến 5 tuổi, ví dụ như vòng đầu là 50 cm nè các bạn, thì các bạn sẽ móc cái dãy móc xích là dài khoảng 46 đến 47 cm thôi nha. Mình không có móc nhiều quá nha các bạn, không có móc đúng cái số này. Nếu mà các bạn sử dụng cái loại len và cái kim móc 4.0 mm này, cái loại len nó càng co giãn á, thì các bạn phải giảm xuống. Còn nếu mà cái loại sợi á các bạn mà nó không có co giãn, thì các bạn sẽ móc cho mình trừ hao khoảng 1-2 cm thôi nha. Tại vì loại len sợi thì nó co giãn ít, cho nên là cái số cm mình thụt lùa lại nó cũng sẽ ít hơn nha các bạn. Rồi, như vậy thì mình sẽ ghi chú lại cho các bạn ha. Ví dụ như mình móc cái vòng đầu của mình là 44, thì mình sẽ tạo một cái dãy móc xích là tầm 40 đến 41 cm thôi nha các bạn. Các bạn cũng sẽ làm tương tự như mình ở mấy cái size kia nha. Mình sẽ giảm xuống là khoảng 3 đến 4 cm. Rồi, từ chóp đến cái lỗ tai nè các bạn, cái phần vành là 2,5 đến 3 cm, cho nên là các bạn sẽ trừ ra cái phần vành này. Mình sẽ tạo cái phần thân nón là bao nhiêu cm. Ví dụ như cái size của mình nè, là mình cho nó là 16 cm đi các bạn, 17 đi nè, 17 nè. Mình trừ ra cho cái phần vành là 2,5 thì sẽ bằng là 14,5. Vậy là mình sẽ móc cái phần thân là 14,5 cm nha các bạn. Rồi các bạn những cái size còn lại các bạn sẽ trừ lại cho mình theo cái công thức này nha. Rồi các bạn có thể là chụp lại cái bảng này cũng được, hoặc là các bạn qua cái clip mà bảng số đo móc nón để các bạn tham khảo thêm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy len để mà chúng ta móc nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt trước nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ móc một cái dãy móc xích dài bằng cái đoạn vòng đầu mà chúng ta đã tính toán rồi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình đã tạo xong một cái dãy móc xích rồi nè các bạn. Đây, từ cái điểm đầu này cho tới qua đây là 41 cm nè. Đó, như vậy thì chúng ta đã có được một cái dãy móc xích của riêng mình rồi nha. Cái này tại vì móc sẽ giống nhau hết rồi các bạn, cho nên là chúng ta sẽ không có cần biết là chúng ta móc bao nhiêu mũi móc xích đâu. Tại vì nhiều khi các bạn sẽ sử dụng cái kim móc khác hơn mình nè. Khác hơn mình đó thì cái số móc xích nó có khi là nó chênh lệch. Nếu mà các bạn muốn móc mềm mại hơn nữa, các bạn có thể là móc kim 4.5 hoặc là 5mm bình thường nha các bạn. Còn nếu mà các bạn lỡ mà không có 4.0 thì các bạn sẽ sử dụng 3 hoặc là 3.5 cũng được luôn. Chúng ta sẽ tạo một cái dãy móc xích bằng với cái số đo mà chúng ta mong muốn là được. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nối lại cho mình hai cái điểm này lại nha. Chúng ta sẽ nối lại để cho nó thành vòng tròn á các bạn. Rồi các bạn sẽ nối điểm đầu và điểm cuối lại với nhau nè.
Rồi các bạn sẽ kéo len qua và thực hiện một mũi chuột nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, chân móc kế bên đó các bạn. Các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Đây, rồi mũi nửa kép thứ hai vào cái chân móc thứ hai nha các bạn. Nguyên cái hàng này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép. Và các bạn sẽ móc cho mình đến cuối hàng luôn nha. Mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Đã xong được cái vòng đầu rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng thứ hai nha. Một móc xích. Các bạn sẽ làm cái mũi ngoặt ngoài cho mình ở cái chân móc đầu tiên này, ở thân móc kép này nè các bạn. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim từ trên xuống luồn qua thân móc kép, kéo len qua. Chúng ta được 3 vòng len trên kim như thế này, kéo len qua hết luôn. Ra, xong một mũi ngoặt ngoài nửa kép á các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tới một mũi ngoặt trong nha. Cái mũi ngoặt trong á, thì các bạn sẽ móc cho mình ở cái chỗ điểm này nè. Các bạn sẽ móc cho mình từ ở phía dưới ha, luồn qua cái chân móc nha các bạn. Nè, từ ở phía dưới luồn qua cái chân móc. Đây mình làm lại cho các bạn, quấn lên một vòng đi. Các bạn sẽ luồn ở phía dưới này, luồn qua cái chân móc. Đây, cái chân móc này nè các bạn. Chân móc thứ hai á, các bạn kéo lên qua và thực hiện một mũi nửa kép. Rồi như thế thì ở bên đây chúng ta sẽ luồn ở cái khoảng trống, còn ở chỗ này chúng ta sẽ luồn qua cái chân móc. Rồi tiếp tục xen kẽ là một ngoài một trong nha các bạn. Ở đây chúng ta kết thúc một trong rồi thì chúng ta sẽ làm một mũi ngoặt ngoài như bình thường, đâm kim từ ở phía trên luồn qua thân chân móc nè, kéo len qua và thực hiện một mũi nửa kép. Rồi tới mũi ngoặt trong, các bạn lại quấn len, đâm kim vào, đâm kim từ phía dưới lên luồn qua cái chân móc, luồn qua chân móc nè các bạn. Đó, luồn qua chân móc như thế này nha. Rồi các bạn sẽ kéo len qua, thực hiện một mũi nửa kép. Rồi tiếp tục một mũi ngoặt ngoài ở trong thân móc kế tiếp nè, kéo len, kéo qua một mũi nửa kép, lại quấn len, đâm kim từ ở phía dưới luồn qua cái chân móc, kéo len và thực hiện một mũi nửa kép. Đó, chúng ta làm như thế á các bạn, làm móc mũi nửa kép á thì cái chỗ cái phần vân nội nó sẽ được nhỏ gọn hơn ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc xen kẽ như thế, một ngoài một trong nha các bạn. Rồi mình làm mẫu thêm một lần nữa rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng nha. Các bạn lại quấn len nè, đâm kim từ phía trên luồn qua thân móc nửa kép, kéo len qua và thực hiện một mũi nửa kép. Đây là gọi là một mũi ngoặt ngoài. Ngoặt trong thì chúng ta sẽ quấn len, đâm kim vào ở phía dưới lên, luồn qua cái chân móc, luồn qua chân móc và kéo len qua. Chúng ta thực hiện một mũi nửa kép. Rồi tiếp tục ngoặt ngoài, ngoặt trong. Rồi các bạn sẽ làm đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào chân móc đầu tiên này, kéo len qua, chuột mũi, móc lên một mũi móc xích. Hàng kế tiếp này là hàng thứ ba, chúng ta sẽ móc tương tự như hàng thứ hai nha các bạn. Mũi ngoặt ngoài thì chúng ta sẽ móc ngoặt ngoài, mũi ngoặt trong thì chúng ta sẽ móc ngoặt trong nha. Các bạn lại quấn len, đâm kim từ trên xuống luồn qua mũi ngoặt ngoài này, kéo len qua và thực hiện một mũi nửa kép. Các bạn lại quấn len, tạo cái thân chân kế tiếp nè là mũi ngoặt trong. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn theo mình, quấn lên một vòng, đâm kim từ phía dưới luồn qua đây. Rồi cái chân móc này nè các bạn, các bạn sẽ luồn qua cái chân móc, kéo len qua và thực hiện một mũi nửa kép, giống hệt như hàng thứ hai nha các bạn. Quấn lên, đâm kim, tạo một mũi ngoặt ngoài, quấn lên, đâm kim, tạo một mũi ngoặt trong,
luồn qua đây, luồn qua cái chân móc này, kéo lên. Rồi mình quay cận cho các bạn để các bạn đâm kim cho nó đúng hơn á các bạn, để cho cái mũi móc của chúng ta nó được đẹp hơn nha. Rồi quấn lên, đâm kim kéo lên, tạo mũi nửa kép mặt ngoài, quấn lên, đâm kim kéo lên, tạo nửa kép mặt trong. Và bây giờ các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng, một ngoài một trong xen kẽ nha các bạn. Mình sẽ gặp lại khi các bạn móc đến cuối hàng nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và chúng ta sẽ kết hàng. Kết thúc hàng móc thứ tư này, các bạn cũng sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Hàng thứ tư sẽ móc giống hệt như hàng thứ hai và hàng thứ ba nha các bạn. Chỗ nào mà mũi ngoặt ngoài thì chúng ta sẽ móc mũi ngoặt ngoài, chỗ ngoặt trong thì chúng ta sẽ móc mũi ngoặt trong. Và cách móc thì nó sẽ tương tự. Và các bạn sẽ móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc nữa, như của cái size này nè. Hai size này là bằng size với nhau nè các bạn. Thì mình sẽ đo cho các bạn xem nha. Như là hồi nãy là mình đã nói cho các bạn nè, ở chỗ cái phần vành của mình là 2.5 nè, 2.5. Cái size của mình là mình lấy 17cm nè các bạn, 6 đến 12 tháng là 17 nè. Mình lấy 17 trừ cho 2.5 là nó sẽ ra là 14.5. Nó sẽ ra 14.5 ha. Và mình sẽ móc từ cái đoạn ở dưới này, là chỗ này nè các bạn, chỗ này, lên tới cái chiều cao chỗ gần cái chỗ giảm mũi này là tầm 11.5cm nè các bạn. Mình sẽ móc từ cái độ dài này là 11.5cm là mình sẽ ngưng nè. Và tới cái đoạn giảm mũi, và cái đoạn giảm mũi ở cái phần chóp này tùy theo size nha các bạn. Có size nó sẽ trên lọt là 0.5cm đó. Ở cái size của mình là 3cm nè, 3cm cộng với 11.5 là hồi nãy là mình có nói là 14.5 là đúng rồi đó. Nhiều khi cái mũi móc của các bạn ở cái size mà nó lớn á, thì cái chỗ cái phần chóp này nè nó nhiều mũi hơn mình, thì các bạn sẽ làm thêm cho mình thêm 1 đến 2 hàng nữa thì nó sẽ nhồi ra cái phần chóp này là từ 0.5 đến 1cm thì cũng không có thành vấn đề mấy đâu các bạn. Tới cái chỗ phần này thì mình sẽ nối thêm cho các bạn để các bạn dễ hơn ha. Chúng ta sẽ móc được hết tất cả các size luôn à. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình lên nhiều hàng móc nữa, hàng thứ 5, hàng thứ 6, hàng thứ 7, và lên tới cái độ cao mà chúng ta mong muốn nha các bạn. Mũi ngoặt ngoài thì chúng ta sẽ móc mũi ngoặt ngoài, mũi ngoặt trong thì chúng ta sẽ móc mũi ngoặt trong. Cách thức móc sẽ giống hệt như những hàng trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc, cái size của mình là mình sẽ móc lên 11.5cm nha các bạn. Mình đã móc tới cái số cm mà mình mong muốn rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ kết hàng. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ chụm mũi lại nha các bạn, để cho cái chóp nón của chúng ta nó được ôm lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ chụm hai cái mũi ngoặt ngoài này lại với nhau thành một mũi nha các bạn, và xen kẽ chụm hai mũi ngoặt ngoài, móc một mũi ngoặt trong, chụm hai mũi ngoặt ngoài, móc một mũi ngoặt trong. Các bạn quấn lên một vòng lên kim, đâm kim vào cái thân móc ngoặt ngoài đầu tiên này, đồng thời cũng đâm kim vào thân móc ngoặt ngoài thứ hai. Rồi các bạn sẽ kéo len qua, chúng ta sẽ thực hiện một mũi móc nửa kép. Và cái mũi ngoặt trong ở bên đây thì chúng ta vẫn móc là mũi ngoặt trong nha các bạn. Tiếp tục các bạn lại chụm hai cái mũi ngoặt ngoài này lại với nhau, đâm kim xuyên qua. Rồi các bạn kéo len qua và thực hiện một mũi móc nửa kép. Tiếp tục kế bên nó sẽ là một mũi ngoặt trong. Các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Chụm hai mũi ngoặt ngoài nè, kế bên nó sẽ là một mũi ngoặt trong. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng. Mình đã móc gần đến cuối hàng rồi nè các bạn. Còn hai cái mũi ngoặt ngoài mình cũng sẽ chụm lại luôn nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết hàng. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Ở hàng này thì chúng ta sẽ không giảm mũi nha các bạn. Mũi ngoặt ngoài thì chúng ta sẽ móc mũi ngoặt ngoài, mũi ngoặt trong thì chúng ta sẽ móc mũi ngoặt trong. Các bạn lại móc vào đây một mũi ngoặt ngoài nè, tiếp tục một mũi ngoặt trong ở chân móc kế tiếp, tiếp tục là mũi ngoặt ngoài. Các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng nha.
Và bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi và kết hàng nha. Các size khác các bạn cũng sẽ móc cho mình tương tự như thế nha các bạn. Ví dụ như size nhỏ hơn á, thì chúng ta sẽ làm y hộp mình nè. Còn nếu mà cái size lớn hơn á các bạn, nhiều khi cái vòng tròn này nè nó sẽ to hơn, cho nên là chúng ta phải làm 2-3 lần giảm mũi thì nó mới được cái chóp như thế này nha các bạn. Chứ nhiều mũi quá chúng ta không có kéo được hết. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm thêm một hàng giảm mũi nữa ở chỗ này nha. Và các bạn cũng sẽ móc lên một mũi móc xích nè. Rồi bây giờ chúng ta lại chụm hai cái mũi mặt ngoài này lại thành một mũi nha các bạn. Rồi tiếp tục móc vào đây một mũi ngoặt trong. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng. Rồi xen kẽ nè các bạn, chụm hai mũi ngoặt ngoài, tiếp tục một mũi ngoặt trong, làm xen kẽ như thế đến cuối hàng là cái vòng tròn nó đã nhỏ lại á các bạn. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi và kết hàng. Các bạn móc lên một mũi móc xích đi. Bây giờ thì cái chóp nón của chúng ta nó đã có được một cái lỗ nhỏ như thế này nè. Còn nếu mà các bạn size lớn á thì có khi là cái lỗ của chúng ta nó còn to các bạn. Các bạn sẽ làm thêm một hàng giảm mũi nữa cho mình nha. Nếu mà to hơn nữa thì các bạn sẽ làm thêm hai hàng giảm mũi. Như vậy các bạn sẽ canh chỉnh cái điểm này nha. Cái này nó chỉ chênh lệch khoảng 0.5cm thôi à các bạn, cho nên là không có vấn đề gì hết nha. Bây giờ chúng ta sẽ đếm lại cái hàng mũi, cái số mũi ngoặt ngoài ở chỗ cái hàng móc này nha các bạn. Đây, 1 mũi nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là chúng ta sẽ kéo qua 10 cái điểm mũi ngoặt ngoài này để chúng ta có được cái chóp nón nha các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào mũi ngoặt ngoài đầu tiên, kéo lên. 1. Mũi ngoặt ngoài thứ 2, kéo lên. Mũi ngoặt ngoài thứ 3, kéo lên. Thứ 4. Thứ 5. Thứ 6. Thứ 7. Rồi, còn một mũi cuối cùng. 10. Chúng ta sẽ kéo cái phần len thứ 10 này nè các bạn, qua cái phần len thứ 9 nha. Qua cái phần len thứ 8, thứ 7, thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2. Rồi, còn một mũi cuối cùng. Chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kéo cái phần len này cho nó dài ra nha. Rồi, chúng ta sẽ cắt len nha các bạn. Nè, bây giờ cái chỗ này nè, các bạn sẽ gút cho nó chặt lại. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len đi. Chúng ta sẽ xỏ len này qua. Rồi bây giờ các bạn sẽ đây, đưa nó qua cái điểm này nè các bạn. Rồi mình đưa nó xuống phía dưới luôn đi. Rồi các bạn sẽ rút lại một lần nữa nha. Nè, rút lại để cho cái chỗ này nè nó được kín hơn nha các bạn. Và các bạn sẽ quay xuống phía dưới nè. Mình sẽ giấu cái phần len này xuống phía dưới này nha các bạn. Đó, các bạn sẽ luồn qua luồn lại xung quanh ở chỗ cái vòng ở phía dưới này. Rồi các bạn đưa nó vô đây, đưa nó vào trong cái mũi móc nè các bạn. Rồi các bạn làm tới khi mà hết cái đoạn len này cái các bạn sẽ cắt len nha. Rồi nó đã
trắng rồi đó các bạn. Các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len thừa này. Rồi, chúng ta sẽ điều chỉnh cái form nón nha các bạn. Đây, cái form nón rất là tròn trịa như cái bông hoa ở trên này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần vành bèo nha. Nè các bạn thấy nón rất là co giãn luôn. Ở cái hàng mặt này nè các bạn, không phải là cái chỗ kết hàng. Cái hàng của mình ở mặt sau nè. Cái này là mình coi như là mình sẽ trang trí ở cái mặt phải là ở phía trước nè các bạn. Bây giờ mình sẽ viền cái vành lại ở phía sau chân móc này nha các bạn. Bất kỳ ở cái điểm nào ở phía sau cũng được nữa. Bây giờ ví dụ như mình chọn cái điểm này đi, các bạn sẽ đổi kim móc cho mình thành kim móc 3.0mm nha các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh ở phía bên ngoài này nè. Đó, thay vì các bạn sẽ đâm kim vào nguyên cái nhánh này nè các bạn. Gồm hai chân á. Đây, gồm hai chân nè. Hai chân ha. Ở đây thì mình sẽ làm một chân thôi nha các bạn. Nè, một chân ở phía ngoài thôi nè. Nó có hiện một chân ở phía ngoài hết nè các bạn. Giờ chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc bất kỳ ở cái phần mặt mình để ở phía sau á. Các bạn sẽ kéo cái len màu hồng này qua. Thay kim 3.0mm. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này 3 mũi móc đơn cùng một chân. 2 3. Sau đó các bạn sẽ kéo cái phần len thừa này lại nè. Nẹp cái phần len thừa. Chúng ta di chuyển vào cái chân móc kế tiếp, móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi, di chuyển chân móc kế bên, móc 3 mũi móc đơn cùng một chân móc. Nếu mà các bạn không có thích cái vành bèo nhiều á, các bạn có thể làm 2 mũi móc đơn cùng một chân cũng được luôn nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng nha các bạn. Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc vào một nhánh duy nhất và chúng ta sẽ móc đến cuối hàng. 1 nè. 2 nè. 3 mũi móc đơn. Rồi, các bạn sẽ móc tới cái điểm này cho mình nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mỗi cái chân móc á, các bạn sẽ móc cho mình mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng luôn nha các bạn. Móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc những mũi móc đơn đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi nha. Ở cái hàng thứ ba của cái phần vành này thì chúng ta sẽ móc khác một xíu nha các bạn. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn như bình thường nha. Và cái mũi móc đơn thứ hai, thay vì các bạn sẽ móc vào cái chân móc ở đây nè các bạn, thì bây giờ các bạn sẽ không móc vào cái chân móc này, không móc vào cái chân móc này, không móc vào cái chân móc này luôn, mà chúng ta sẽ đâm kim vào ở cái nhánh ở chính giữa này nè các bạn. Đây, hai cái nhánh này chúng ta sẽ đâm kim vào chính giữa, kéo cái phần len qua và móc một mũi móc đơn nha các bạn. Rồi, tiếp tục di chuyển kim móc qua cái chân móc kế bên nè các bạn. Chúng ta cũng đâm kim vào cái khoảng giữa và chúng ta kéo len qua, thực hiện một mũi móc đơn. Tiếp tục những cái chân móc kế tiếp, các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái khoảng giữa chỗ chữ V này nè, để chúng ta móc một mũi móc đơn nha các bạn. Rồi, cái hàng này các bạn cũng sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn đến cuối hàng luôn. Các bạn sẽ móc hết hàng này và chúng ta sẽ kết hàng. Và chúng ta sẽ làm 3 hàng tiếp theo nữa nha các bạn. Tức là móc cái kiểu móc đơn ở cái chính giữa này nè, là tổng cộng là 4 hàng móc. Nếu mà các bạn muốn cái phần vành nó dài hơn xíu nữa, các bạn có thể làm thêm một hàng móc nữa nha các bạn. Ở đây là tính từ cái hàng mũi móc đơn đầu tiên á, 3 mũi móc đơn cùng một chân tới cuối cái hàng này nè các bạn, tổng cộng sẽ là 1 2 3 4 5 6 hàng.
Ở đây đang ở hàng thứ ba nè, chúng ta sẽ móc thêm 3 hàng. Còn nếu mà các bạn muốn dài hơn nữa thì các bạn sẽ móc 7 đến 8 hàng nha. Nếu mà móc 7 8 hàng thì cái phần vành bèo các bạn nó sẽ tản ra. Rồi các bạn sẽ móc tương tự như vậy đến cuối hàng thứ ba này, rồi kết hàng lên hàng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Hàng thứ tư, thứ năm, thứ sáu móc giống hệt hàng thứ ba, chúng ta sẽ đâm kim vào từng cái ở chính giữa này để mà chúng ta móc mũi móc đơn. Rồi kết hàng đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hàng thứ tư, rồi các bạn sẽ làm hàng thứ năm, hàng thứ sáu nha. Mình đã móc đến cuối hàng thứ ba rồi, bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi vào trong móc đầu tiên này, kết hàng cũng sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng thứ tư. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái khoảng giữa của cái mũi móc đơn trước đó nè các bạn, đâm kim vào đây móc một mũi móc đơn, tiếp tục đâm kim vào khoảng giữa của mũi móc đơn thứ hai, khoảng giữa của mũi móc đơn thứ ba, và các bạn sẽ làm lặp lại như vậy đến cuối hàng luôn nha. Chúng ta móc hết cái hàng móc thứ tư lên hàng móc thứ năm và hàng móc thứ sáu, chúng ta sẽ gặp nhau khi mà chúng ta móc được 6 hàng móc nha. Mình đã móc xong cái phần vành rồi nè các bạn, 1 2 3 4 5 6 hàng, 6 hàng móc. Nếu mà các bạn muốn làm dài hơn thì các bạn sẽ tăng thêm cho mình là 1 đến 2 hàng nữa nha. Và cứ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn thôi. Bây giờ các bạn sẽ chuột mũi nè. Rồi bây giờ chuột mũi xong á, các bạn sẽ kéo và cắt len luôn nha. Rồi các bạn sẽ để cái cắt cái đoạn len mà nó vừa vừa thôi à các bạn. Lấy cái kim khâu len á, chúng ta sẽ xỏ cái phần len này nha. Các bạn không móc lên một mũi móc xích nha các bạn. Rồi khi các bạn chuột mũi xong á, thì chúng ta sẽ đưa cái kim khâu len vào cái chân móc kế bên nè. Sau đó là các bạn lại đưa về cái chân móc bên đây nè các bạn. Rồi. Rồi chúng ta sẽ lật lại ở phía sau á, để mà chúng ta sẽ giấu cái phần len này nha. Giấu phần len vào trong mũi móc. Các bạn giấu thêm vài mũi nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Ở cái nón màu hồng này nè các bạn, thì mình sẽ trang trí hai cái cục bông á, thay vì là hai cái tai thỏ nha. Tại vì hai khách này yêu cầu là khác nhau á các bạn. Cho nên là mình tạo cái cục bông ở chỗ cái nón màu hồng này. Thì cái này mình quấn 115 vòng á các bạn. Đây một cục nè, đây một cục. Mình có hướng dẫn cho các bạn làm bằng tay với lại bằng cái dụng cụ á. Mình sẽ để hai cái link đó ở dưới cái phần mô tả nha, để các bạn có thể là làm hai cục bông nè. Một lát nữa để mình hướng dẫn cho các bạn móc tay thỏ đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nối cái tay thỏ vào trong cái nón và nối cái cục bơm bơm vào trong cái nón luôn nha. Rồi cái phần hoa này nè các bạn, thì mình móc cho nó nhỏ nhỏ lại. Cái phần hoa này thì mình móc kim đầu số 3 nè các bạn. Đây, kim hai đầu số 3-4 và mình sử dụng đầu số 3 mình móc. Thì nó ra nhỏ nhỏ như vậy nè, nó dễ thương, nó hợp với cái tai thỏ hơn nha. Nếu mà các bạn móc cái hoa này thì các bạn cũng sẽ nhìn xuống dưới cái phần mô tả nha. Mình sẽ để link sẵn cho các bạn để các bạn dễ tìm. Rồi đối với cái thân nón á các bạn, cái thân nón của các bạn hoặc là cái phần vành này các bạn sẽ làm màu khác. Rồi chúng ta sẽ làm cục bơm bơm làm màu chung với cái phần vành. Cái thân nón thì sẽ là cái màu chủ đạo. Ví dụ như cái thân nón màu nhạt thì phần vành với phần bơm bơm màu đậm. Còn nếu mà cái thân nón là màu đậm thì phần vành với lại cái phần bơm bơm màu nhạt nha các bạn. Còn nếu mà các bạn làm tai thỏ thì chúng ta sẽ làm hai lớp như thế này để mà cho nó đẹp hơn.
Đây, ví dụ như cái màu hồng da kết hợp với màu trắng thì cái màu nó rất là nhã nhặn nè các bạn. Còn nếu mà không á, các bạn có thể là kết hợp màu hồng da với lại màu hồng đậm này, hoặc là màu màu hồng đậm hơn cũng được nữa các bạn, màu hồng sen cũng đẹp nữa. Nhưng mà dành cho những bạn nào mà thích màu nổi nổi xíu á. Rồi, như thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần tai thỏ này, rất là đơn giản thôi à. Nếu mà các bạn muốn cho nó cao hơn một xíu nữa thì tăng thêm 2 mũi móc xích nữa cho mình thôi nha. Đối với những cái bé lớn hơn các bạn, phần cái tai thỏ nó cao hơn, đây nè, phần tai thỏ này nó cao hơn xíu thì các bạn sẽ tăng thêm 2 móc xích nữa. Tại vì cái này mình làm tới 2 lớp cộng với cái một lớp viền nữa là nó ra tới 3 lớp, cho nên là cái độ cao này nó còn cao nữa nè các bạn. Rồi, các bạn sẽ làm tổng cộng 4 miếng như thế này cho mình nha. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cái màu hồng da và chúng ta sẽ móc kim hai đầu số 3, 4 và mình sẽ móc đầu số 4 nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ móc tương tự như hàng đầu tiên của cái phần mặt đế giày nha. Các bạn sẽ tạo một cái nút thắt cho mình. Rồi, các bạn móc lên 10 mũi móc xích, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, khi mà móc được 10 mũi á, các bạn muốn cái tai thỏ này nó dài hơn thì các bạn sẽ móc 12 mũi nha. Rồi sau khi các bạn móc xong thì các bạn móc lên một mũi móc xích nữa. Chúng ta móc liên tiếp 5 mũi móc đơn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc thứ 10 nè. Chân móc thứ 10 này nè, một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Rồi, bên đây còn 5 chân móc, mình chia đều nó ra. Nếu mà các bạn làm 12 mũi thì chia đều ra là 6. Các bạn sẽ móc liên tục là 6 mũi móc đơn. Rồi, kế bên 5 mũi móc đơn này sẽ là một mũi móc nửa kép. Những cái chân móc còn lại, 4 chân móc còn lại nè, các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép. 1 2 3 4. Rồi, các bạn sẽ móc thêm vào cái chân móc cuối cùng này 7 mũi móc kép cho mình nha. 1 2 3 4 5 6 7. Như vậy là cái chân móc cuối cùng này chúng ta sẽ được 8 mũi nè các bạn. Đây, 2, 4, 6, 8. Bây giờ ở cái phần đối diện này chúng ta sẽ móc bằng với cái số mũi mũi móc bên cái phần này nha các bạn. Cái nào mũi kép thì chúng ta sẽ móc mũi kép, cái nào mũi nửa kép thì chúng ta móc mũi nửa kép nè. Cái mà mũi móc đơn thì các bạn sẽ móc mũi móc đơn nha. Rồi, ở cái chân móc cuối cùng bên đây nè các bạn, hồi nãy là mình đã móc bên đây một mũi kép rồi, thì cái ở bên đây của chúng ta là một mũi nữa nè, đối diện mà chúng ta đã móc rồi nè. Như vậy là đếm ở đây là 1 rồi nè. Chân móc tiếp theo sẽ là 2. Chân móc kế tiếp sẽ là 3. Các bạn nẹp cái sợi len thừa vào trong mũi móc luôn nha. Chân móc kế bên này sẽ là 4 nè. Rồi, như vậy là chúng ta đã móc được 4 mũi móc kép song song với bên đây rồi nè. Tới cái mũi ở giữa này nè các bạn, là chúng ta sẽ móc mũi nửa kép. Đó, là các bạn móc dòm theo của mình nè, là các bạn dễ dàng các bạn móc à. Rồi, 5 cái chân móc kế tiếp các bạn móc mỗi chân là mỗi mũi móc đơn nha. 1 nè, 2 3 4 5. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Rồi, bây giờ các bạn lại lấy cái len màu trắng, chúng ta sẽ quay lại như thế này nè. Đây, cái hàng mặt phải của chúng ta nè, cái chỗ này là chỗ cắt len, thì cái chỗ đối diện với nó, các bạn đâm kim vào cái chân móc đối diện này, kéo cái len màu trắng qua, móc lên một mũi móc xích,
quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc đó, móc một mũi nửa kép. Rồi, kéo cái mũi nửa kép này lại cho nó chặt lại, nẹp cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Cái chân móc thứ hai nè các bạn lại móc một mũi nửa kép. Những cái chân móc kế tiếp các bạn lại móc mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép nha, cho tới cái điểm 8 mũi cùng một chân á, là chúng ta sẽ tăng mũi ở chỗ đó. Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc mỗi mũi nửa kép. Rồi, mình đã tới cái chân móc đầu tiên của cái cụm 8 mũi rồi nè các bạn. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc này 2 mũi nửa kép. Tiếp tục chân kế bên 2 mũi nửa kép. Các bạn sẽ làm mỗi chân móc là 2 mũi nửa kép cho tới hết cái 8 mũi móc kép này nha. 1, 2, 3, 4 rồi nè, 4 cụm rồi đó. Chúng ta sẽ móc thêm 4 cụm nữa. Rồi móc cái tay thỏ này là các bạn sẽ biết đường các bạn móc cái phần đế luôn à. Nó rất là dễ luôn đúng không các bạn? Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra lại nè. 1 cụm 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Khi mà móc xong á, các bạn lại móc mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho tới cuối hàng nha. Tới cái điểm này thì các bạn sẽ nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc luôn. Mỗi chân móc là mỗi mũi nửa kép cho tới cuối hàng. Các bạn làm thêm cho mình 3 miếng như thế này nữa nha. Tại vì mình sẽ chập lại để cho cái tay thỏ của chúng ta nó được cứng cáp hơn á các bạn. Nó không có bị lắc hay là gì hết. Mà cái tay thỏ này rất là đơn giản, không có tốn cái phần len của các bạn nhiều. Với lại nó thấy cưng nữa các bạn, mới mẻ nữa, thỏ Coney mà. Coney. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc 2 miếng nha các bạn. 2 miếng thì các bạn sẽ cắt cái phần len này nó vừa thôi. Còn 2 miếng còn lại các bạn sẽ cắt cái phần len này nè, nó dài một xíu để chúng ta nối hai cái mặt này lại với nhau nha. Nè, giờ mình sẽ cắt ở cái đoạn này đi, cho nó dài dài xíu nè các bạn, cho nó thoải mái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ một cái mớ len thừa này đi các bạn. Hồi nãy là mình đã nẹp vào trong mũi móc hết rồi nè. Giờ chúng ta sẽ cắt nó đi nha. Rồi chúng ta sẽ chọc hai cái tay này lại để mà cho nó cứng cáp hơn. Các bạn trong suốt video này tiếng mưa quá trời luôn đúng không các bạn? Rồi, các bạn sẽ chập cho mình hai cái mặt trái quay vô trong nha, hai cái mặt phải thì quay ra ngoài. Đó, khi mà các bạn đội cho bé thì mặt phải nó hiện ra đằng trước rồi hiện ra đằng sau luôn rồi các bạn, nó rất là đẹp. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim khâu len á, các bạn sẽ xỏ cái phần len này qua. Cái tay còn lại các bạn cũng sẽ làm tương tự như thế này cho mình nha. Cái này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nối vào trong cái nón. Rồi mình sẽ gỡ ra nha các bạn. Tại vì mình làm cái cục bơm bơm ở chỗ này á. Các bạn sẽ đưa vào trong chân móc đầu tiên này. Rồi bây giờ các bạn lại để ý nè. Bên đây có một cái chân móc. Ở bên đây cũng có cái chân móc, các bạn sẽ đâm kim xuyên qua hai chân móc như thế này nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len. Chúng ta sẽ đâm kim từ ở phía ngoài này nè vào trong đây. Rồi cứ đâm kim như vậy thôi. Mỗi chân móc là chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc song song của cái mặt của tai thỏ này nha các bạn. Để cho cái phần này nè nó được đẹp hơn, nó giống như là bên đây nè các bạn. Đó, nè, nó cái này nè. Cái lằn nó rất là đẹp. Rồi các bạn lại làm như vậy cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Mỗi chân móc là các bạn đều xỏ
qua song song như thế này. Rồi, ở đây là chúng ta móc là đúng chân móc mà các bạn, cho nên là cái việc mà các bạn nối lại á, thì nó cũng đủ chân móc hết à. Đó, và các bạn sẽ ốm qua như vậy cho mình, làm đến cuối hè nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn hoàn tất được hai cái tay thỏ như thế này luôn nha các bạn. Và tới cái phần này nè các bạn, thì các bạn sẽ nẹp cái cọng len này nè vào trong đây rồi các bạn khâu lại thôi. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà ở cái điểm này đi cho nó dễ nha. Mình đã nói đến cuối hè này nè các bạn, còn cái chân móc cuối cùng này chúng ta cũng sẽ đâm kim xuyên qua như thế này nha. Rồi các bạn lại đâm kim ở phía dưới này để nối hai cái mảnh này lại luôn nè. Hồi nãy mình cắt nó hơi ngắn xíu, hồi nữa các bạn cắt cho nó dài dài xíu nha các bạn. Cắt dài dài xíu để chúng ta gáp vào luôn cũng được nữa, hoặc là các bạn sẽ nối cái phần len màu hồng á các bạn. Giờ chúng ta sẽ cắt cái phần này đi. Nếu mà mình sợ mà nó lòi len á thì các bạn sẽ lấy cái phần màu hồng cho mình nha. Cái phần màu hồng này nè. Rồi các bạn sẽ cắt ra một cái đoạn. Cắt ra khoảng bao nhiêu đây đi. Rồi các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len này nha. Cái chỗ này nè các bạn, nó có hai cái tay thỏ của chúng ta, nó có một cái lằn ở chỗ này. Thì các bạn sẽ xoay cái lằn này nè ra phía ngoài nha. Ra phía ngoài. Còn cái bên còn lại á, các bạn sẽ xoay cái lằn này ra phía bên đây nha. Nha. Ví dụ như các bạn nối cái điểm bên đây thì các bạn sẽ lấy cái chỗ cái lằn này nè qua phía bên đây. Còn cái tay thỏ kia các bạn sẽ quay ngược lại để bên đây để cho nó đồng đều hơn nè các bạn. Rồi cái điểm nối của các bạn cũng sẽ rất là dễ dàng thôi. Các bạn sẽ nối cho mình cho nó không có quá. Đây các bạn sẽ nối nè, không có bị quá xa mà cũng không có quá gần. Các bạn tại vì thỏ coni á các bạn, thì hai cái lỗ tai nó sẽ đứng lên như thế này nè. Thì chúng ta sẽ nối một cái điểm bên đây, kế bên cái chỗ này nè. Đây. Gần gần cái chỗ mà chúng ta kết hàng nè các bạn. Đây, một cái điểm bên đây nha. Một cái điểm bên đây và cái điểm bên còn lại là cái bên đối diện, là cái bên chỗ này nè các bạn. Rồi, hai cái điểm này. Rồi các bạn sẽ nối vào hai cái điểm này cho mình nha. Kế bên cái chỗ kết hàng, cắt một cái mũi móc nửa kép nè các bạn. Và bên đây các bạn cũng sẽ làm tiếp. Rồi, cái phần len này nè các bạn sẽ cắt cho mình là khoảng 40 đến 50 cm đi nha các bạn, để cho nó dễ hơn. Và bây giờ mình sẽ để cái tay thỏ bên phía bên đây đi, để mình sẽ làm cho các bạn cái tay ở bên phải nha các bạn. Nè, các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới lên. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi, các bạn sẽ chừa ra cho mình một cái đoạn len ở phía dưới để mà một lát nữa chúng ta sẽ nối lại cho nó dễ nha các bạn. Các bạn lại đưa kim khâu này xuống. Rồi. Đây, chúng ta đã cố định được một điểm rồi đó. Các bạn lại đưa kim khâu lên ở phía trên ở cái chân móc kế tiếp nè các bạn. Rồi kéo cái phần len này qua. Rồi các bạn lại đưa kim khâu xuống ở phía dưới này. Rồi các bạn lại đưa xuống. Rồi các bạn lại đưa kim khâu lên ở phía trên này. Và chúng ta đâm kim vào cái chân móc kế tiếp. Cái này là mình sẽ nối cái mặt trước nè các bạn. Một lát nữa mình sẽ quay lại cái mặt sau để mà mình nối tiếp tục nha. Rồi các bạn đâm kim vào cái phần màu trắng bên đây nè. Tiếp tục ở cái phần màu trắng bên này. Rồi các bạn đâm kim xuống phía dưới. Rồi tiếp tục các bạn lại đâm kim vào cái phần màu trắng cuối cùng nè các bạn. Và đâm kim xuống phía dưới. Đó, bây giờ nó đã đứng lại rồi nè các bạn. Bây giờ nó đã đứng lại ha. Rồi cái bên đây các bạn cũng sẽ làm tương tự như thế nha. Rồi khi mà nó đứng lại một bên á, các bạn lại quay ra bên sau nè.
và các bạn lại đâm kim ra phía sau cho mình. Đây, các bạn lại đưa cái này xuống dưới, để nó xuống đó. Chúng ta sẽ làm hai bên để mà cho nó cứng luôn nha các bạn. Rồi các bạn lại đưa kim khâu lên ở phía trên này. Rồi đưa xuống phía dưới là nó cứng ngắc luôn à các bạn. Không có bé mà có giật hay gì á, nó cũng không có bị sứt. Rồi tiếp tục các bạn lại đưa vào cái trong móc bên đây. Trời ơi, cái tháng tuổi này nè là mấy bé nó ưa dùng tay á, nó giật mấy cái bơm bơm với lại mấy cái này xuống lắm. Cho nên là chúng ta kết phải kỹ, để thôi là mấy ẻm phá lắm. Rồi bây giờ các bạn làm cho mình như thế. Rồi đến cái chân móc cuối cùng luôn nè. Rồi đến chân móc cuối cùng này là xong rồi đó các bạn. Đây, chúng ta đưa qua bên chỗ này thôi. Rồi cái bên còn lại các bạn cũng sẽ làm tương tự như thế à. Và mình bên đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cục bơm bơm. Rồi như thế cái các bạn nè, quay xuống ở dưới này, các bạn giấu cho mình hai cái cọng len này vào trong mũi móc luôn nha. Rồi cái phần tay còn lại các bạn cũng sẽ làm tương tự cho mình nha các bạn. Rồi khi mà làm xong á, cái chỗ này nè, các bạn lấy cái phần len màu hồng luôn. Đây, chúng ta sẽ không có cần keo cây dán nha các bạn. Nè, lấy cái phần len màu hồng này, cái này màu hồng mà nãy mình lỡ cắt đó các bạn. Cho nên là các bạn sẽ nối cái len màu hồng này vô ở cái điểm này đi. Đây, quên nữa. À, các bạn khi mà các bạn ốm á, là hai cái búp này nè nó nằm ở phía dưới nha. Vậy thì chúng ta sẽ để ở phía trên này. Rồi, các bạn kéo cái phần len này qua và các bạn sẽ cột lại. Rồi sau đó là các bạn sẽ nối cho mình cái điểm đây nè. Đó, các bạn đưa vô và các bạn nối, đưa qua cái điểm này nè các bạn, xuống cái màu hồng á. Các bạn sẽ tạm thời để nó như thế đi. Rồi các bạn lại luồn cái này nè vô. Rồi chúng ta lại đưa nó xuống phía dưới này. Đó, cũng màu hồng luôn. Rồi các bạn sẽ cột hai cái này lại, rồi đưa hai cái này vào trong một mũi móc luôn. Là chúng ta sẽ cắt len, là chúng ta sẽ cố định được lại cái chỗ này nè các bạn. Rồi bên đây á, thì các bạn sẽ nối cho mình nè các bạn. Ở bên đây thì khác nha các bạn. Chúng ta sẽ nối ở cái điểm này và cái điểm bên đây, cho hai cái này nè nó bè ra hai bên á. Đếm cho các bạn nè, 1 nè 1 nè 2 3. Ở cái chỗ thứ tư á các bạn, chúng ta sẽ ốm vào cái chỗ cái mũi móc thứ tư nha. Đó, hai bên như thế này. Rồi cách ốm như sau nha các bạn. Các bạn cũng sẽ lấy cái kim khâu len cho mình đi. Ở cái clip trước á, mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi, cái nón len mà cái mẫu hai cái cục bơm bơm nó đơn giản á các bạn. Đây, 1 2 3 4, đâm kim vào cái chân ở chỗ thứ tư này. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần len này xuống, rồi tiếp tục xỏ cái phần len còn lại á. Rồi các bạn cũng sẽ đưa xuống phía dưới luôn. Rồi đưa xuống phía dưới xong rồi chúng ta sẽ cột lại nha các bạn. Rồi các bạn sẽ cột lại hai cái cọng len này nè. Rồi các bạn sẽ đưa nó lên trên này nè một lần nữa.
đưa qua cái thân này một lần nữa, và các bạn cũng sẽ giấu cái phần len này vào trong cái mũi móc luôn nha. Rồi các bạn sẽ làm bên cái phía đối diện cho mình nha các bạn. Trời ơi, cái này thấy cưng quá nè các bạn, cái này cũng kiểu nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cho mình cái phần còn lại của tay thỏ với hoa. Rồi bạn nào làm bơm bơm thì các bạn sẽ làm cái cục còn lại nha. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau khi mà chúng ta hoàn tất được cái sản phẩm này nha các bạn. Đây các bạn, mình đã hoàn thành cái form nón tai thỏ cũng như là form nón bơm bơm ha. Chúng ta có cái vành bèo, cái mũi giải đen rất là mới mẻ và nó đẹp nữa. Ở cái phần này nè các bạn thấy cái form nón nè, rất là thấy cưng luôn nè các bạn. Nó tròn, xoe ôm cái đầu của bé. Rồi cái này nè, đội được lâu lắm các bạn. Tại vì mình đội nhiều khi qua lâu ngày vài tháng các bạn, nó giãn cái phần len này nữa, cho nên là bé đội mà hơn 1 tuổi là bình thường nha. Tại vì cái này cái size mà cho từ 6 đến 12 tháng, 6 tháng thì nó sẽ nhằm bé hơi rộng một xíu đó các bạn, nhưng mà không sao, từ 6 đến 12 tháng là sẽ vừa cái nón này. Nếu mà các bạn thấy sợ cái nón này nó rộng á, thì các bạn sẽ móc cho mình một cái đoạn dây móc xích ở phía bên đây nè, bên chỗ này. Rồi một đoạn dây móc xích bên chỗ này, rồi các bạn cột lại cho bé thôi, cũng rất là thấy cưng. Cái bàn tay thỏ của chúng ta nè các bạn. Đó, rất là cứng cáp. Mình đổi qua cái kim móc đầu số 4 á, để cho nó cứng cáp hơn các bạn. Mình móc cái 3mm cũng được nữa, nhưng mà nó hơi thô hơn, nó hơi to hơn cái chỗ này. Mình đổi thành cái kim móc hai đầu số 3, 4 thì nó rất là đẹp. Đó, các bạn trang trí cái này nơ hay là hoa gì cũng được hết á các bạn. Đây, cái chỗ này. Mình hy vọng là các bạn thích cái form nón thỏ cũng như là form nón bơm bơm vành bèo này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha các bạn, và ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha. Nếu mà tiện á, các bạn giúp mình một cái lượt bình luận để cho cái video này có cái lượt tương tác các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu nón tai thỏ này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.